Vâng, xin chào tất cả các bạn, mình là Quyết Đào, admin của Forex Center và hôm nay mình sẽ rút khoảng 1.500 đô từ Hot Armada và thời gian qua thì mình đã làm cái dự án này khá là tốt đúng không ạ? Và mình đã nhận đâu đó khoảng tầm hơn 4.000 đô với cái dự án này rồi. Đây. Mình đã nhận được 3 lần, lần đầu tiên là 2.500 đô, lần thứ hai là 700 đô, lần thứ ba là 1.000 đô. Và cái dự án này thì rất là ok nha các bạn. Bạn có thể vào Affiliate Hot Armada hoặc là tham gia cái hướng dẫn của mình, bạn có thể đăng ký qua cái hướng dẫn của mình ở trên quyetdao.com nhé. Và hiện tại thì tháng này thì mình đang nhận được 350 đô này. Thì khi mà quá trình mà bạn tạo kênh đúng không ạ, quảng bá thì bạn sẽ nhận được một cái khoản hoa hồng, một sale là 50 đô, rất là tốt đúng không ạ, cái trả thưởng rất là tốt. Đây, cái tổng số lượng tiền mà mình đã nhận được 3 lần là 4.525 đô. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái lệnh rút tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng của mình. Và các bạn cũng hướng dẫn các bạn, nếu như mà các bạn có cái PayPal rồi ấy, thì khi mà các bạn kết nối với cái phần My Profile ở trong phần Payment đúng không ạ? Decide đấy, thì khi bạn để cái PayPal vào thì cứ đến 41 ngày đúng không ạ? Hơn 40 ngày thì Hot Armada sẽ tự động trả tiền thưởng cho mình, và tối thiểu của nó là 100 đô. Có nghĩa là trong cái tài khoản, trong cái quá trình affiliate đó, bạn phải tối thiểu có 100 đô đúng không ạ? Được duyệt thì bạn sẽ được được trả thưởng theo đúng cái thời gian mà Hot Armada quy định. Và bây giờ thì mình thực hiện cái lệnh rút tiền nha. Có rất là nhiều cách để bạn rút tiền. Một là bạn có thể bán trực tiếp PayPal đúng không ạ? Tiền ở trong PayPal này cho những cái bạn khác đang có cái nhu cầu cần tiền, giống như là để mua hosting tên miền, hoặc là các bạn ấy làm dropship, hoặc là sử dụng PayPal để giao dịch đúng không ạ? Thứ hai là bạn có thể rút tiền tiền trực tiếp từ cái tài khoản PayPal về ngân hàng. Bây giờ là mình sẽ rút tiền về nha. Đây, đúng ạ, bạn chọn tài khoản ngân hàng, bạn kích vào đúng không ạ, bạn tiếp thì nó sẽ ra cái số lượng tiền mà mình muốn chuyển. Ở đây mình sẽ khả năng mình sẽ rút khoảng tầm 1.500 đô thôi. Ở đây mình gần 2.000 đô thì mình rút khoảng 1.500 đô, mình để lại hơn 400 đô để có thể tiếp tục gia hạn hosting hoặc là tên miền, hoặc là mua những cái sản phẩm mà mình thích bằng PayPal ở nước ngoài đúng không ạ. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh này. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện ra cho anh em mình nhìn thấy rằng là ở trong số dư tài khoản PayPal của mình có 1.964,9 đô đúng không ạ? Và bạn sẽ rút về cái tài khoản ngân hàng đúng không ạ? Có cái mã đúng không ạ? Mã thanh toán đúng không ạ? Có cái số số thẻ đó là 5805 đúng không ạ? Đây là mình sử dụng Vietcombank. Và chỗ này nó quy đổi đô này đúng không ạ? 1 đô hiện tại đang quy đổi bởi PayPal, tức là PayPal sẽ trả về cho bạn 1 đô bằng 22.311.000. Thì thực tế mà bạn mua ở trên thị trường á, thì bạn nếu như bạn cần cái người mà có thể mà rút đấy, thì bạn sẽ đâu đó sẽ bạn sẽ đổi được 1 đô bằng 23 hoặc 24.000 đấy. Còn không á, thì bạn sẽ phải bán giá dưới giá này, thậm chí có những cái người ta thu 19.000 một đô đấy. Tại vì sao? Tại vì nếu như bạn cần tiền gấp á, thì bạn phải bán đô rất là thấp đúng không ạ? Còn lại thì từ 3 đến 4 ngày, như bình thường mình rút là từ 3 đến 4 ngày thì sẽ tiền nó sẽ chuyển về đúng không ạ, tài khoản ngân hàng của mình. Đây, thời điểm nhận dự kiến này. Ok, và bây giờ mình sẽ bấm vào chuyển khoản ngay đúng không ạ? Ok, hoàn tất đúng không ạ? Rất là nhanh đúng không ạ? Là PayPal sẽ trừ rồi đúng không ạ? Và mình chờ đúng không ạ? Từ 2 đến 3 ngày thôi, thì khoảng đầu tuần sau thì mình sẽ nhận được cái tài khoản là hơn 33 triệu đúng không ạ? Từ việc là mình làm affiliate với cái Hot Armada. Cái việc trả thưởng của cái dự án này rất là tuyệt vời đúng không ạ, và rất là đúng hẹn. Bạn có thể lên kênh quyết đào com đúng không ạ, và tìm kiếm từ khóa Hot Armada để đọc cái hướng dẫn của mình. Bạn hãy vào
Đây, bạn có thể xem những cái hướng dẫn này đúng không ạ, và làm theo hướng dẫn này đúng không ạ, hoặc là liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0365 988 719 đúng không ạ. Ở phía dưới này thì mình có để số điện thoại của mình này, 0365 988 719, để bạn có thể tham gia đúng không ạ, liên hệ với mình qua Zalo đúng không ạ, thì mình sẽ có thể hỗ trợ bạn rất là nhiều trong cái vấn đề về mình triển khai cái dự án này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc tất cả các bạn có một cái dự án thật là tốt trong trong năm nay. Chúc tất cả mọi người thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.